Hello, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Cực Việt. Kính thưa quý vị, qua nay sau khi mà có thông tin nói rằng là sẽ tiếp tục gia hạn tạm giam đối với Xuân Nguyễn Phương Hằng đó, thì mình theo dõi một số hội nhóm mà yêu mến Xuân Nguyễn Phương Hằng đó, thì dường như mọi người tiếp nhận cái thông tin này cũng khá là bình thản, mặc dù cũng có buồn đó, nhưng mà nghe cái thông tin tiếp tục gia hạn tạm giam thì nó dường như cái cụm từ đó nó quá quen thuộc rồi cả nhà, ba bốn lần rồi ha. Thực sự rất là buồn, nhưng mà mọi người cũng không lấy làm lạ nữa, bởi vì nghe nó quen tai rồi. Chừng nào á, mà nói là sẽ đình chỉ vụ án hay gì á, thì nó mới lạ ha cả nhà. Thực sự thì ai cũng cảm thấy khá là buồn trước thông tin đó. Mặc dù trước đó thì chúng ta thấy có một số cái thông tin bên lề, nào là có sự xuất hiện của một cái vị luật sư nổi tiếng, rồi những cái tờ đơn bảo lãnh xin đặt tiền cứu xét này kia kia nọ đó, rất là nhiều những thông tin bên lề, nhưng mà cuối cùng thì người ta vẫn quyết định gia hạn tạm giam. Tuy nhiên, nếu mà tìm hiểu kỹ về cái câu chuyện, về những cái gì có liên quan đến Xuân Nguyễn Phương Hằng đó, thì dường như cơ quan chức năng người ta cũng có lý, chứ không phải là không có đâu cả nhà. Người ta căn cứ vào tính chất mức độ của cái vụ việc này, bởi vì nói gì nói chứ kể từ ngày 24 tháng 3 tới giờ thì cả có rất là nhiều tờ báo đăng tải, người ta nhắc rất là nhiều về cái vấn đề là đồng phạm ha, về giúp sức, về đồng phạm đó. Mặc dù là hiện tại thì người ta vẫn còn đang đợi cái kết quả giám định và cái kết luận điều tra thì cho thấy rằng không có nhắc đến cái vấn đề đồng phạm, nhưng mà rõ ràng báo chí cũng đã nhắc đến. Và hôm trước khi mà Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ đó, thì người ta cũng yêu cầu là phải bổ sung thêm có hay không có vấn đề đồng phạm. Cho nên hôm nay mình thấy có một cái luật sư cũng đã nói rõ về vấn đề này. Thì thật sự khi mà xét lại cái khía cạnh là có được bảo lãnh tại ngoại hay không, nó liên quan rất nhiều về cái câu chuyện đó cả nhà, về cái vấn đề giúp sức, về đồng phạm rồi đó. Cụ thể thì mình thấy ở đây thì có luật sư An. Cụ thể là tên Dương Lê Ước An, tên nói chung là nó nào giờ mình ít có nghe cho nên cũng hơi 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 khó đọc, tức là Dương Lê Ước An đó. Thì vị luật sư này cho rằng là cơ quan tiến hành tố tụng khó có thể cho phép bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại theo đề nghị của gia đình, bởi vì theo luật sư này nói rằng cái cơ sở pháp lý có đầy đủ để người thân thích của bị can Nguyễn Phương Hằng có thể thực hiện cái việc bảo lãnh, là mặc dù căn cứ vào pháp luật là có đầy đủ cơ sở để bảo lãnh đó, nhưng mà còn những cái vấn đề phía sau. Cụ thể thì ở đây luật sư cho rằng là theo điều 121 về bảo lãnh nè, rồi điều 122 về đặt tiền bảo đảm, rồi điều 123 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 về cái việc cấm đi khỏi nơi cư trú thì cũng đã có quy định đó, là các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo để có thể quyết định cho họ được áp dụng hay không. Tức là nếu mà căn cứ vào ba cái điều đó đó, thì người ta sẽ xem xét về nhân thân, về đặt tiền này kia kia nọ đó, về nói chung là những cái mối quan hệ của những cái người thân trong gia đình có đủ điều kiện để bảo đảm hay không. Và cái việc mà bị can bị cáo được áp dụng tại ngoại nó sẽ phụ thuộc vào cái quan điểm, vào ý chí của chính cái cơ quan tiến hành tố tụng để không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Quan trọng nhất là chỗ này cả nhà, nó không ảnh hưởng đến cái quá trình điều tra hay là hoạt động tố tụng đó, đúng không? Nó ảnh hưởng thì người ta nghi ngờ, ví dụ như là có cái chuyện bàn bạc với nhau hay gì đó thì người ta sẽ không chấp nhận cho cái việc bảo lãnh. Chỗ đó là cái chỗ hết sức quan trọng đó. Chính vì thế chúng ta nhớ lại cái lúc mà Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM người ta trả hồ sơ là người ta yêu cầu làm rõ cái vấn đề có hay không đồng phạm, với lại nhập vụ án. Vụ án thì coi như là chỉ một phần thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái chuyện giúp sức đồng phạm đó, theo mình nghĩ là vậy ha. Và tiếp theo thì vị luật sư này có nói rằng Xuân Nguyễn Phương Hằng bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Với tội danh trên thì bị can Hằng phải đối mặt với khung hình phạt là 2 đến 7 năm tù.
Và cái việc mà cơ quan tiến hành tố tụng cho bị can Hằng tại ngoại theo đề nghị của bị can và gia đình thì là khó, bởi vì cái vụ án này nó còn liên quan đến cái vấn đề là có hay không vai trò đồng phạm của một số cá nhân khác. Và hiện tại thì cơ quan điều tra cũng đang làm rõ, cho nên nếu cho rằng cái việc bị can tại ngoại có thể làm ảnh hưởng đến quá trình đấu tranh làm rõ tội phạm, cũng như là để không bỏ lọt tội phạm, dù đủ điều kiện để được áp dụng cái biện pháp bảo lãnh hoặc là đặt tiền bảo đảm hay là cấm đi khỏi nơi cư trú để thay cho cái việc tạm giam đó, thì cơ quan điều tra hoặc là viện kiểm sát vẫn có thể tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Như là cái vấn đề nãy mình có nói đó, rõ ràng cơ quan chức năng người ta chờ cái kết luận giám định, cái kết quả giám định về cái việc là có hay không cái vai trò đồng phạm. Thế cho nên khi mà người ta chấp nhận cho bảo lãnh tại ngoại đó, thì người ta cũng có cái quyền là nghi ngờ có hay không có cái sự bàn bạc tính toán trước, đúng không? Cho nên để cái việc không bỏ lọt tội phạm, người ta cũng cân nhắc rất là kỹ, rất là thận trọng trong cái vấn đề này. Ngoài ra đó thì luật sư An còn cho biết trong cái thời gian tới á, bà Hằng có khả năng được tại ngoại hay không á, nó còn phụ thuộc vào cái việc điều tra của cơ quan xem cái vụ án này nó có liên quan đến vai trò đồng phạm của một số cá nhân khác hay không. Chỗ này quan trọng nè, nếu như trong thời gian sắp tới có cái kết luận cuối cùng về cái việc là cái câu trả lời á, là có hay không đồng phạm á, thì sẽ sư Nguyễn Phương Hằng sẽ được xét theo một cái hướng, đúng không? Ví dụ như mà người ta kết luận có thì sẽ là hướng khác, còn nếu mà không có thì đương nhiên sẽ được bảo lãnh thôi, bởi vì đó là một cái điểm mấu chốt quan trọng cuối cùng trong cái vụ việc này. Cho nên luật sư An đã khẳng định là trong thời gian tới có khả năng sư Nguyễn Phương Hằng sẽ được xét bảo lãnh tại ngoại nếu như không có cái vụ mà đồng phạm hay giúp sức ở đây. Thật sự nếu mà chúng ta xem kỹ về cái định nghĩa đồng phạm ở trong cái vụ án hình sự đó, thì có thể thấy rằng một số người mà được nhắc tên, chẳng hạn như luật sư Kim, chẳng hạn như thầy Quân, hay là ba cái người trợ lý của sư Nguyễn Phương Hằng đó, thì có lẽ mọi người sẽ có một cái đánh giá riêng. Nhưng mà theo cá nhân mình thấy đến thời điểm này, cái khả năng mà để xét đồng phạm rất là khó, bởi vì cả nhà thấy cái việc mà người ta giám định đó, nó đã rất lâu rồi, gia hạn mãi, gia hạn 3-4 lần này thì cũng chẳng qua là liên quan đến cái vấn đề đồng phạm. Và chính vì khó xét cho nên cơ quan chức năng người ta mới gia hạn tiếp tục vậy đó, kiểu như là nó cũng phải lấn cấn gì đó, nó chưa đủ cái yếu tố được gọi là đồng phạm, cho nên người ta mới cân nhắc cho thật kỹ. Chứ còn nếu mà đã có vai trò và đã đủ yếu tố thì người ta đã kết luận rồi. Theo mình nghĩ là vậy, bởi vì chính vì cái việc mà chưa đủ yếu tố, cũng có thể là cái người đó cũng có hỗ trợ để set up camera hay là set up âm thanh ánh sáng gì đó cho bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng mà để cấu thành cái tội là đồng phạm thì nó cũng phải là ở cái mức nào đó, chứ không phải là cứ lên đó đặt camera ha, đặt đèn này kia nọ là cho người ta đồng phạm. Cho nên theo mình nghĩ là cái khả năng rất là khó chỗ đó, cho nên người ta mới gia hạn liên tục như vậy ha. Rồi thì theo luật sư này còn nói thêm là nếu cái vụ án này không liên quan đến vai trò đồng phạm của một số cá nhân hay một số người khác đó, và nếu bà Hằng có tính chất mức độ vi phạm phạm tội mà thấp á, thì hay là thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, thì khả năng bà Hằng có thể được tại ngoại. Đó là cái câu chốt của luật sư An. Thì rõ ràng rồi, nếu như mà thật sự sư Nguyễn Phương Hằng được xét mà bảo lãnh tại ngoại, giống như là trước đây mình nói đó, là nếu như mà được tại ngoại, được bảo lãnh, thì rõ ràng cái vụ việc này nó sẽ rất là nhẹ nhàng, không có gì kêu bằng nặng nề đâu. Và bởi vậy chúng ta trong cái thời gian sắp tới á, chúng ta sẽ quan sát, theo dõi theo hai khía cạnh. Nếu như cái kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng là có đồng phạm thì sẽ rất là khó khăn, rất là nguy hiểm. Còn nếu như mà xác định rằng không có thì khả năng sư Nguyễn Phương Hằng sẽ được bảo lãnh tại ngoại. Đó, chỉ là hai cái đơn giản vậy thôi. Cho nên đến thời điểm này chưa phải là tất cả các cánh cổng đều đóng lại đâu. Cũng có khả năng còn hai khả năng song song với nhau đó. Cho nên cái quyết định cuối cùng sau cái phần giám định của cơ quan điều tra của Viện Khoa học Hình sự gì đó, thì nó sẽ quyết định hầu như là toàn bộ cái vụ việc của sư Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì nếu như mà không có phạm tội, không có tổ chức hay là không có đồng phạm, thì đương nhiên là nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều, thậm chí là không phải khung hai nữa không chừng, hay là chuyển sang 1 năm 1 năm 6 cũng không chừng. Cho nên những cái đó thì chúng ta hy vọng thôi, chúng ta mong muốn thôi.
Nhưng mà ít ra đến thời điểm này thì chúng ta thấy rằng cái vụ việc này nó vẫn còn hai hướng song song như vậy, và luôn luôn cái điều mà mong muốn của mọi người, những ai mà yêu mến Xuân Nguyễn Phương Hằng á, thì đều mong rằng cái vụ việc này sẽ đi theo cái hướng có lợi nhất cho Xuân Nguyễn Phương Hằng. Vậy thôi ha cả nhà. Thì đó là những cái chia sẻ xoay quanh cái bài phát biểu mới nhất của luật sư An khi nói về cái việc bảo lãnh tài ngoại của Xuân Nguyễn Phương Hằng. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.